Xin chào quý vị, và ngày hôm nay chúng ta sẽ được chia sẻ về dòng sản phẩm ban cầu điện tử mới của Inox Sarat. Với video này chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị lắp đặt và những lưu ý khi sử dụng. Trước khi tiến hành sử dụng, hãy kiểm tra và xác nhận những yếu tố sau đây. Thứ nhất là đèn nguồn và đèn logo bật sáng. Thứ hai, van cấp nước mở. Và thứ ba, hoạt động rửa trước rửa sau bình thường. Với Sarat phiên bản Auto Open, chúng ta sẽ có một bảng điều khiển hiện đại với các icon trực quan. Để kết nối với bàn cầu, chúng ta sẽ thao tác như sau. Đầu tiên, cắm điện. Thứ hai, tiến lại gần bàn cầu. Thứ ba, giữ nút stop trong 5 giây. Thứ tư, khi có tiếng beep là đã kết nối thành công. Bảng điều khiển sẽ được chia thành hai phân khu với các nút thường xuyên sử dụng ở mặt chính diện. Các nút tính năng sẽ được làm ở phần cạnh của điều khiển. Nhấn và giữ nút power để bật tắt thiết bị. Đèn sáng chứng tỏ thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng. Trước khi sử dụng, hãy nhấn nút Rewash để có một dòng nước tạo lớp ngăn ngừa việc bám bẩn. Ngoài ra còn giúp tăng hiệu quả làm sạch của bàn cầu. Đối với rửa sau, chúng ta sẽ thao tác bằng cách nhấn nút Shower. Nhấn 2 lần để chuyển sang chế độ rửa rộng. Đối với rửa phụ nữ, chúng ta sẽ thao tác bằng cách nhấn nút Bidet. Nhấn 2 lần để chuyển chế độ rửa rộng. Nhấn 3 lần để chuyển chế độ rửa siêu rộng. Chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh cường độ full với nút Spray Strength. Có 6 mức độ điều chỉnh từ mạnh tới yếu, phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng chức năng full massage thư giãn bằng cách nhấn tổ hợp phím cộng và trừ cùng lúc. Để tắt chức năng này, chúng ta sẽ nhấn tổ hợp phím này cùng một lần nữa. Nếu thấy vị trí đầu phun chưa hợp lý, hãy nhấn nút Nuzzle Position. Có 5 vị trí khác nhau cho cả rửa trước và rửa sau. Chúng ta sẽ có 6 mức điều chỉnh nhiệt độ với nhiệt độ nước. Chúng ta sẽ nhấn nút Dryer để bật chế độ sấy khô. Nếu thấy nhiệt độ chưa phù hợp, chúng ta hãy nhấn nút Dryer thêm một lần nữa để tăng nhiệt độ. Có 3 mức độ, thấp, trung bình và cao. Nhấn nút Stop, chức năng sấy sẽ ngay lập tức dừng lại. Còn nếu không, tính năng này sẽ tự hoạt động trong vòng 4 phút. Nhấn nút System để mở chức năng sưởi ấm bệ ngồi. Nhiệt độ bệ ngồi sẽ có 6 mức điều chỉnh. Nếu muốn tắt chế độ sưởi ấm, hãy nhấn tổ hợp phím Stop và Nuzzle Position trong vòng 2 giây. Khi chúng ta không sử dụng trong thời gian dài, chẳng hạn như ban đêm, hãy khởi động chế độ tiết kiệm điện bằng cách nhấn tổ hợp nút Power Saving. Với chế độ này, nguồn điện làm ấm bệ ngồi sẽ được ngắt trong vòng 8 giờ, sau đó sẽ khởi động lại. Chu kỳ này sẽ tự động lặp lại sau mỗi 24 giờ. Chúng ta có thể nhấn tổ hợp nút Power Saving thêm một lần nữa để chuyển sang chế độ tiết kiệm điện thông minh. Với chế độ này, khi không sử dụng, bệ ngồi tự động giảm nhiệt độ để tiết kiệm điện năng. Và để thoát khỏi chế độ tiết kiệm điện, hãy nhấn tổ hợp nút Power Saving thêm một lần nữa. Có 3 chế độ xả của bàn cầu, xả tự động, xả từ xa và xả cơ học. Khi sử dụng xong, đứng lên và di chuyển khỏi bàn cầu sẽ tự động xả trong vòng 6 giây. Chúng ta có thể điều chỉnh thời gian tự động xả phù hợp với nhu cầu của bản thân bằng cách giữ đồng thời 2 nút Stop và Bidet trong vòng 2 giây. Thời gian điều chỉnh sẽ thay đổi từ 6 giây, 10 giây, 15 giây và 2 giây. Nếu muốn tắt tính năng này, hãy giữ đồng thời 2 nút System và Bidet. Thứ hai, xả từ xa với điều khiển. Hai chế độ bao gồm xả đại và xả tiểu chúng ta có thể ứng dụng ở trên bảng điều khiển. Thứ ba, xả cơ học, chúng ta có thể nhấn nút xả ở phía bên hông của bàn cầu. Chúng ta sẽ có hai cách điều chỉnh tự động đóng mở tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Đóng mở nắp bàn cầu tự động, nhấn tổ hợp phím Lid Open, Close và Deodorizer. Nhấn một lần nữa tổ hợp phím này để tắt chế độ này. Đóng mở bệ ngồi tự động, nhấn tổ hợp phím Sit Open, Close và Stop. Nhấn một lần nữa để tắt chế độ này. Bệ ngồi sẽ tự động đóng xuống trong vòng 3 phút khi không có người sử dụng. Chế độ Plasma Cluster, thiết bị sẽ giải phóng ra các ion plasma giúp tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc. Chế độ này sẽ chỉ hoạt động khi thiết bị đóng nắp. Để sử dụng chức năng này, hãy nhấn nút Ion, nhấn một lần nữa để tắt. Khi đứng trước thiết bị, quạt khử mùi sẽ được khởi động. Khi ngồi lên thiết bị, quạt khử mùi sẽ hoạt động để loại bỏ mùi hôi. Sau khi rời khỏi, chức năng khử mùi sẽ ngưng hoạt động sau 1 phút. Để tắt chức năng này, hãy nhấn nút Deodorizer trên bảng điều khiển từ xa. Nếu bạn không muốn nghe những tiếng âm thanh beep khi cài đặt các chế độ của sản phẩm, thì chúng ta có thể giữ nút Stop và nút Shower cùng một lúc trong vòng khoảng 2 giây. Và để mở lại tiếng beep thì chúng ta lại giữ hai nút Stop và nút Shower trong vòng 2 giây. Để khôi phục cài đặt gốc, nhấn đồng thời hai nút Dryer và Nuzzle Position trên cùng một lúc trong vòng 2 giây để trở về mặc định. Chắc hẳn bạn sẽ đặt một câu hỏi là đối với những dòng sản phẩm bàn cầu điện tử như thế này thì khi mất điện chúng ta sẽ xả nước như thế nào? Vậy thì hãy làm theo những bước sau đây. Tháo phần nắp phía trên.
nhấn lưỡi gạt màu đỏ phía trong vòng 5 giây. Kéo lưỡi gạt và giữ trong vòng 5 giây. Sau khi chất bẩn được loại bỏ, nhấn và giữ lưỡi trong vòng 5 giây để cấp nước vào lòng bầu. Lắp lại nắp trên. Trên đây là toàn bộ những thông tin về dòng sản phẩm bàn cờ điện tử Starad phiên bản Auto Open đến từ thương hiệu Inox. Nếu quý vị quan tâm hoặc yêu thích sản phẩm, có thể đến với showroom hoặc những đại lý ủy quyền gần nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.